Trong năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động gần 53 tỷ đồng trợ giúp cho gần 100.000 lượt người khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tỷ Tỉ suất hoạt động của hội đạt trên 14 lần giá trị kinh phí các cấp hội được cấp trong năm. Trong đó, một số hoạt động như phong trào Tết nhân ái, tháng nhân đạo và các hoạt động cứu trợ, trợ giúp khác đã hỗ trợ cho hơn 86.000 lượt người. Qua đó, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho những người yếu thế đồng thời ngày càng thu hút sự tham gia của các tổ chức cá nhân các mạnh thượng quân trong và ngoài tỉnh đặc biệt thu hút sự tham gia của cán bộ hội viên thanh thiếu niên tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn